Để mở đầu cho chương trình thì theo tiết lộ của các nguồn tin từ các nhà tài trợ cũng như những người đã đồng hành với chương trình từ mùa 1 đã tích lũy thời gian để có thể có thêm một nguồn kinh phí rất là khổng lồ cho giải thưởng ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ ưu tú thạc sĩ Lê Nguyên Đạt, cũng là trưởng ban tổ chức nhưng cũng đồng thời cũng sẽ là nhà tài trợ chính cho chương trình ngày hôm nay, sẽ lên sân khấu có đôi lời chia sẻ về thể lệ cũng như là mốc giải thưởng của chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng mời thầy ạ. Tiếp theo lời giới thiệu của MC, người dẫn chương trình, bí thư đoàn thanh niên trường đại học sân khấu điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, đã giới thiệu đến chúng ta rất nhiều những ấm chân tình và sự đại diện của các quý vị ở đây, làm cho chúng tôi cảm thấy rất là ấm lòng, và một lần nữa xin được nghi minh cúi đầu cảm ơn tất cả sự yêu thương đó. Kính thưa thầy Vũ Ngọc Thanh, bây giờ thì sắc màu sân khấu điện ảnh sau 3 năm lại trở về, và ngày đó thì thầy cũng rất ủng hộ, giống như ngày hôm nay thầy Đinh Quang Trung cũng đã ủng hộ cho công đoàn hoạt động. Thưa tất cả quý thầy cô, quý vị đại biểu, năm 2020 cả nhân loại và đất nước ta đã phải gánh chịu rất nhiều cái nỗi buồn, và tôi cho rằng đối với đời người của chúng ta nó cũng là một trải nghiệm để chúng ta nhìn nhận lại cuộc sống, nhìn nhận lại giá trị thật mà chúng ta cần, đó là gì? Đó là tình yêu thương, sự đoàn kết gắn bó trong một ngôi nhà chung. Và sau một số năm mà chúng tôi chuyển hình thức hoạt động, thì đến giờ phút này tại sao chúng tôi trình với đảng ủy và công đoàn khối xin được hoạt động lần này kết hợp với nhà trường nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam, là để công đoàn cũng muốn tiếp thêm một nguồn động lực, một sự chia sẻ đến tất cả những công đoàn viên của mình, coi như là một lời động viên nhau, chúng ta vượt qua những khó khăn, gian khổ đời thường, vượt qua những trở ngại trong công tác, công việc, vượt qua những điều hiểu mà chưa hiểu nhau để yêu thương nhau hơn, để chúng ta bước tiếp chặng đường dài phát triển của nhà trường mà tất cả các thế hệ thầy cô ngồi đây, những người đi trước đã xây dựng nên nền móng, gửi gắm cho chúng ta, và chúng ta hãy làm cho họ hãnh diện và tin vào thế hệ kế thừa đã nối tiếp một cách xứng đáng, một cách đầy trang trọng. Chúng tôi rất cảm ơn, và chúng tôi tin rằng ngày mai đây, ngày 20 tháng 11, trường cũng sẽ được đón tiếp thật nhiều những thầy cô, những người đi trước và tất cả các thầy cô của trường chúng ta trở về với ngôi nhà chung, cùng ôn lại trong một chuỗi hoạt động của nhà trường, để chúng ta tự hào là chúng ta là những người làm công tác đào tạo nghệ thuật cho nước nhà. Kính thưa quý vị, sắc màu sân khấu điện ảnh được công bố và tổ chức rất gấp, nhưng mà phải nói rằng trong tuần vừa qua chúng tôi đã thấy được tinh thần quyết liệt của các đội. Phải nói rằng chút xíu đây thì ban giám khảo và các thầy cô sẽ thấy mỗi một đội, chỉ có 5 đội thôi, và mỗi một đội sẽ là một bí ẩn. Có lúc trên sân khấu này 60 diễn viên tràn ngập, nhưng có lúc chỉ có một người, nhưng chưa biết một người thua hay là 60 người thua. Đây là bí ẩn của nghệ thuật và bí ẩn của tài năng do các thầy cô. Thưa các quý vị, hôm nay quý vị sẽ được nghe những chia sẻ, những tâm tình của các công đoàn viên chúng tôi. Và xin mời các thầy hoàn toàn có thể đối thoại với những công đoàn viên chúng tôi trên đây. Chương trình thi hôm nay chúng ta có 3 phần. Phần thứ nhất, dùng tất cả các loại hình nghệ thuật để chuyển tải một thông điệp mà các đơn vị mong muốn. Phần thứ hai là phần thuyết trình về Ngày Nhà giáo, về trường, về hình tượng người thầy và về vai trò trách nhiệm của công đoàn viên. Và phần thứ ba là phần đặc sắc nhất, đó là phần giao lưu với ban giám khảo, một câu hỏi từ ban giám khảo để chúng ta có thể nói rõ hơn, chúng ta có thể chia sẻ nhiều hơn. Vì vậy, ba phần này sẽ được tính điểm và quyết định. Kỳ này chúng ta không có mặt trận đâu ạ, thi rất khó, 5 đội sẽ có 7 giải một giải nhất, một giải nhì và 3 giải ba. Ngoài ra chúng ta có một giải thuyết trình hay nhất và một giải là tiết mục nghệ thuật ấn tượng nhất. Và chúng tôi hy vọng rằng cuộc vui hôm nay nó sẽ là một kỷ niệm trong tất cả quý thầy cô, những người công đoàn viên của trường, để chúng ta lấy đó làm động lực đi vào cuối năm 2020
chúng ta bước sang một hành trình mới 2021 đầy tự hào, tự tin và chắc chắn trong sự tiến bộ chung của nhà trường. Một lần nữa xin cảm ơn đảng ủy ban giám hiệu, xin cảm ơn quý thầy cô đã trở về đây, đặc biệt cảm ơn vị giám khảo ban tổng quốc tế đã từ Hà Nội vào đây chung vui với trường như một người thân. Cảm ơn rất nhiều và hy vọng rằng chương trình hôm nay các thầy cô hãy thể hiện đẳng cấp quốc tế để xứng tầm, để cho giám khảo không cảm thấy buồn ngủ. Cảm ơn. Và bây giờ xin chúc mừng các đội chúng ta thi thành công. Và chắc chắn rằng chị Lan Hương cũng như anh Trần Nhật Sinh có nói rằng nếu như chúng ta đúng tầm thì sẽ có thêm nhiều giải thưởng phụ khác. Đặc biệt và đến giờ phút này, ban tổ chức chúng tôi vẫn mở tài khoản nhận tiếp tài trợ từ quý vị. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin được cảm ơn trưởng ban tổ chức thầy Lê Nguyên Đạt đã có những chia sẻ rất là chân tình với tất cả các thầy cô ở đây và cũng như đang vận động để quyên góp cho giải thưởng tiếp tục không ạ thầy? À, dạ.